Giảng nhiều lần, nghe nhiều lần thì trong dưỡng thức thứ tán trồng nhiều hạt giống bồ đề cũng có lợi ích. Tại sao không giảng vì chính họ chẳng minh bạch cho nên giảng quá cầu thả. Đây là hành vi lừa dối người nghe kinh. Chẳng mà người nghe hiểu hay không, tông chỉ của tôi là biết bao nhiêu thì giảng bấy nhiêu. Tôi không biết thì tôi không giảng, tôi biết thì tôi giảng. Tôi chẳng nói. Các vị mọi người đều minh bạch rồi, tôi chẳng cần giảng nữa. Tại sao tôi không giảng? Vì tôi cũng chẳng minh bạch cho nên tôi chẳng giảng. Hiện tại tôi phải chiếu cứ ý nghĩa, tôi phải giảng để giảng. Giảng kinh còn phải chiếu cứ đến trình độ của người nghe. Nếu vần hay ý đẹp, dùng từ mỹ lệ xong người nghe nghe kinh, nghe chẳng hiểu, thì lại có ích gì? Phương pháp giảng kinh thì người trí thấy trí, người sâu thấy sâu, người cạn thấy cạn, lối nhìn khác nhau. Các bạn phải học Phật Pháp, phải thật sự minh bạch đạo lý kinh Phật mới cho rằng thật sự minh bạch bằng không chẳng cần hiểu sâu hoặc hiểu biết một cách mơ hồ chẳng biết mà cho là biết thì chẳng có ích gì hơn nữa chủ trương giảng kinh của tôi kêu người đi thực hành nếu hiểu biết mà chẳng thực hành thì cũng như ăn bánh vẽ nói thức ăn mà chẳng ăn chẳng bao giờ no được nếu chẳng hiểu nhưng nỗ lực tu hành thì chắc chắn sẽ thành tựu sẽ chứng được đạo quả Do đó, đừng học khẩu đầu thiền, đừng học văn tự bát nhã, có thể học thuộc lòng mấy bộ kinh điển chú giải, mà chẳng tu hành thì chẳng phải là một vị pháp sư chân chánh mà là một vị pháp sư khẩu đầu thiền. Điểm này hy vọng các vị chú ý đừng làm pháp sư khẩu đầu thiền, phải làm pháp sư đạo đức cao thượng. Có các thứ mây cúng dường như vậy, nhiều như số hạt bụi, thế giới hải, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi, hướng về Đức Phật làm lễ dâng lên cúng dường. Giống như ở trên đã nói, có các thứ mây cúng dường. Nhiều như số hạt bụi thế giới hải, mỗi vị Bồ Tát hiện ra mây cúng dường, đều đầy khắp hư không, hữu tương chẳng chướng ngại, lại chẳng tạp loạn vĩnh viễn chẳng tan mất, hiện ra đủ thứ mây cúng dường rồi. Hết thảy Bồ Tát đều đi nhiễu bên phải ba vòng hướng về Đức Phật đảnh lễ dâng lên cúng dường. Tại sao đủ thứ mây cúng dường như thế chẳng tan mất? Vì nhờ thần lực của chư Phật Bồ Tát gia trì. Nếu chẳng nhờ thần lực của chư Phật Bồ Tát gia trì, thì sớm sẽ tán hoại. Xong những thứ mây cúng dường đó, dường ở trong hư không chẳng bao giờ tán hoại. Chẳng những lúc đó là tình hình như vậy, mà cho đến bây giờ cũng như thế. Đây là cảnh giới hoa nghiêm, cảnh giới kinh hoa nghiêm chẳng cách chi tưởng tượng được, cũng chẳng có cách chi giảng ra được vậy chẳng cách chi tưởng tượng được chẳng cách chi nói được thì chẳng tưởng tượng chẳng nói chăng chẳng phải vậy chẳng cách chi tưởng tượng được cũng phải tưởng tượng chẳng cách chi nói được cũng phải nói nói cái mà chẳng cách chi tưởng tượng chẳng cách chi nói tức cũng là nói cái không nói giảng cái không giảng không thể nói mà nói bất cứ kinh điển gì mà y chiếu pháp lý kinh đó tu hành thì là thật chẳng y chếu pháp tu hành thì là giả, chẳng có một bộ kinh nào là thật. Tại sao? Nếu là thật, tại sao thực hành? Tại sao làm chẳng được? Hãy nghĩ xem, biết giảng kinh thuyết pháp nhưng chẳng tu hành, chẳng giữ giới thì chẳng có ích gì. Nếu như dụng công tu hành, dù không biết giảng kinh cũng đắc được lợi ích. Hà huống là tu hành đạt đến cảnh giới cao nhất thì tự nhiên sẽ biết giảng kinh thuyết pháp. Có người chẳng đồng ý lối nói này, cho rằng Tam tạng 12 bộ kinh của Phật nói ra là thật, sao nói là giả? Song, tuy nhiên kinh là thật, nếu chẳng có ai dùng nó, dù là thật lại có ích gì? Nếu dùng nó thì mới là thật, ví như cơm đó là thật, nhưng nếu chẳng ai ăn cơm